Hello mọi người của cộng đồng tiền thực toán Capital. Không biết là mọi người có tin vào xu hướng Web3, có nghĩa là nền tảng công nghệ nó đều phát triển từ Web2 đi Web từ Web1, Web2, Web3, và cái Web3 này nó đang làm một cái việc là nó giúp cho mọi người có thể tiếp cận với nhau gần hơn. Như mọi người thấy YouTube á, là một nền tảng Web2 đúng không ạ? Từ cái người sáng tạo creator đến cái fan của họ phải tương tác, mà tương tác thông một cái nền tảng thứ ba, họ không thể tương tác trực tiếp được. Và những cái ứng dụng Web3 nó đang làm cho mọi người tương tác dễ hơn. Mọi người có thể thấy là 2018 tháng 4 tháng 3 có một cái ứng dụng là trình duyệt web Brave. Lúc đó mọi người chưa có quen, trình duyệt nó sẽ rất là khó, nhưng mọi người thấy sau 3 năm nó đã thay đổi nhiều không ạ? Có rất là nhiều triệu user, hàng ngày có 20 triệu user đang sử dụng. Và gần đây đặc biệt có một cái động thái rất là đặc biệt. Mọi người thấy mà Binance rất là nhiều tiền, thuê Ronaldo về quảng cáo sàn Binance. Đặc biệt là ngày hôm qua thôi, Binance thuê luôn một cái TikToker nổi tiếng thế giới 141, 147 hay là 145 triệu follow. Nhưng mà ông này đặc biệt là làm TikTok không cần nói, ông ta chỉ bằng biểu cảm gương mặt là cái kiểu là hớ há. Nhưng ông ta đã có nói đến Web3, và mọi người hãy cùng tìm hiểu Đức trong cái video này. Tại sao Web3 là xu hướng? Hello, chào từng tất cả các bạn đến với Tiền Thực Toán Capital. Mình là Hoàng Thế Đức. Hôm nay Đức sẽ chia sẻ cho mọi người về cái xu hướng ngắn hạn ha, và dịch chuyển dòng tiền trong thời gian tới, trong một vài tháng tới. Có thể là theo dự phóng cá nhân của mình, có thể là sẽ có một trend, uptrend ngắn hạn. Và trend nó sẽ là gì? Nó sẽ là bám sát vào từ khóa NFT, fan token và sẽ liên quan đến đá bóng vì một loại lý do như sau. Thứ nhất là mọi người quan sát á, để mình sẽ mở cái biểu đồ BC cho mọi người thấy ha. Mọi người thấy đây, BC nó đi vào cái đà giảm kỷ lục luôn rồi, chưa bao giờ có. Mọi người sẽ xem đến tuần sẽ thấy là 1 tuần 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tuần liên tục giảm rồi. Khả năng sẽ đến tuần 16 17 là sẽ có hồi ha. Đó, thì chúng ta phải chờ đợi thôi. Rồi, chưa bao giờ có một lần giảm lâu như vậy, giảm liên tục mười mấy tuần như vậy, 14 15 tuần như vậy, quá kinh khủng. Rồi mọi người thấy nè, BTC thứ nhất là giảm quá nhiều tuần rồi thì nó phải có một sự phục hồi thôi, nó chắc chắn sẽ có sự phục hồi thôi. Và chúng ta để ý là sắp tới cũng sẽ là World Cup đúng không ạ? Sắp tới là World Cup ha, thì sẽ có cớ để boom nè. MM nó sẽ nắm được những cái đồng coin nào để nó sẽ boom ha. Mà nguyên lý boom altcoin là sao? Là MM nó phải nắm được hết token ha. Rồi một cái lý do nữa là sàn giao dịch crypto.com, mọi người biết là nó rót 700 triệu đô để vào cái World Cup 2022 ha. Rồi các cái ELO gần đây ở trên Binance Lab á, trên Binance, trên sàn Binance, sàn tập trung lớn nhất thế giới á, là fan token khá là nhiều. Và mọi người để ý nha, đã là fan token được ELO trên Binance thì Binance họ sẽ nắm rất là nhiều được cái lượng token ở trong tay ha. Và CS nắm được bao nhiêu mọi người thể check on chain, thì cái cách check on chain Đức hướng dẫn mọi người check rồi. Và cái dự án platform Ango nè, nó đã đối tác blockchain của FIFA World Cup 2022 tại Qatar ha. Và mọi người gần đây mọi người thấy động thái rất là đặc biệt, CZ chi rất là nhiều tiền để thuê cả anh CR7 về hợp tác với Binance quảng cáo. Chưa dừng lại ở đó, ông ta bắt đầu đẩy nhanh và nói nhiều, rất là nhiều về NFT đá bóng luôn. Một cái gần đây mọi người sẽ thấy đặc biệt là Binance thuê luôn một cái hot TikToker 246 triệu người theo dõi. Đây, anh ta tên là Khabane đúng không? Mọi người có thể search lên TikTok xem ha. Search là ra anh ta liền. Rồi mọi người nhìn nè, ở anh ta là có bao nhiêu ạ? 145 triệu theo dõi. Và mọi người thấy lạ không nha, anh ta là một người hot TikToker và
làm TikTok không cần dùng đến tiếng nói, không dùng tiếng nói. Mọi người có thể xem một vài cái video của anh ta nè. Rất là hài hước, anh ta không ngừng tiếng nói. Và mọi người nhìn ở đây nè, anh ta quảng cáo. Xem cái clip này mọi người sẽ rút ra nhiều chuyện mà. Mày thấy cái khẩu hiệu của Biden chưa? Cô ta đang tìm từ khóa web 3. What the fuck đi, web 3. Web 3 là gì? Rồi mọi người thấy nè. Mọi người đã hiểu chưa? Nó sẽ liên quan hơi hướng đến web 3 nha. Và sẽ rất là cao, tại vì CZ là ông hoàng của đẩy trend. Và thương vụ này chắc là rất là nhiều tiền. Ở đây, mọi người rút ra là gì ở video? Là Binance có liên quan gì đó đúng không? Có liên quan gì đó đúng không? Ở đây, thứ nhất là sau khi Binance thông báo việc anh da đen này làm đại sứ của thương hiệu của Binance đó, và hôm đó đăng tải video Twitter thông điệp marketing crypto easy. Đáng chú ý trong cái video này, chúng ta hãy để ý từ khóa web 3 nha. Từ khóa web 3 rất là quan trọng. Và fan token và bóng đá, đây là hai cái đồng coin mình đề xuất, mình thấy nó có liên quan bóng đá, mọi người nên tìm hiểu ha. Đồng có nghĩa là đồng CHZ thì mọi người nên tìm hiểu ha. Nó là một cái platform á, nên tìm hiểu. Rồi mình sẽ khuyến cáo thì mọi người hãy bấm xét hai con này và những cái con mà liên quan đến web 3 và liên quan đến NFT, liên quan đến fan token mà CZ đang nắm token rất nhiều trong tay. Rồi mọi người có thể đọc cái bài này. Bài này thì cái Lazio này á, là một cái lao bát trên Binance hiện tại á. Con này lao bát trên Binance, để mình sẽ cho mọi người xem giá của nó ha. Đây giá list của nó, list đỉnh trên Binance nó lên đến gần 100 đô, nó test sàn ha. Và giá bây giờ nó 2 đô, đang X2 thì IO. Và nó đang trả 8 triệu cái này về cho user hết rồi. Và theo dự đoán của mình thì user đã trả hết rồi. Khả năng con này CZ sẽ đẩy rất cao, khả năng rất cao nha. Nhưng mọi người hãy check lại thêm nhiều dữ liệu, đó là dự phóng của mình thôi. Tóm lại, chúng ta nắm bắt cái từ khóa này. Fan token, NFT, web 3, uptrend ngắn hạn trong thời gian tới. Và một lần nữa, hy vọng là cái chia sẻ của Đức hữu ích với mọi người. Nếu mọi người cảm thấy video của mình chia sẻ hữu ích thì mọi người hãy like cho kênh ha. Rồi, chúc mọi người một ngày tuyệt vời.